Em khui thùng à, em săn xui QR 4500 cho quý vị xem nhé. Về mặt tiền em đã quay rồi quý vị nhé, vâng quay rồi. Chơi những con đẹp như này khó lắm quý vị này, nội thất đây. Em chơi hẳn bóng đèn này, cao áp hắt áp sáng cho quý vị nhìn này. Xem em nó đẹp như thế nào. Xứng đáng đồng tiền bát gạo. Sáng hơn ban ngày luôn. Quá là đẹp quý vị nhé. Em này ở 4 cầu quý vị nhé. Quý vị đợi một chút nữa em quay chi tiết, xong tí em quay công suất đằng sau cho quý vị. Đây là em Sansui dòng receiver QR 4500. Đấy, hôi thùng cho quý vị xem. Được chưa? Nào, đẹp keng chưa? Mặt thì không thể nói rồi. Này, ngồi em để đây, khui cho quý vị xem. Quý vị đợi em chút nữa, em quay phía sau. Phía sau cho quý vị nhé. Phía sau để công suất cho quý vị xem. Đợi chút thì nào. Đợi chút nha. Nào. Nào, phía sau đây. Quý vị nhìn chưa? Đây là phía sau của em nó. Em nó chạy điện 120V quý vị nhé. Một trăm mười bảy, một trăm hai mươi vôn, một trăm vôn, một trăm mười vôn đều được. Kéo lên xuống cho quý vị thoải mái xem. Nó chỉ đẹp đến thế này là cùng thôi quý vị ạ. Quý vị nhìn nha. 1, 2, 3, 4 đôi loa. Lúc nha. Này, 4 đôi loa. 1, 1 đôi, 2 đôi, 3 đôi, 4 đôi nha. Nhìn chưa? Phía dưới này là một thanh tản nhiệt. Nào, nhìn thế nào, ok chưa? Quá là đẹp. Lúc trước có quay từ đằng kia lại, bây giờ quay từ đằng sau lại này. Chứ quý vị nhìn tiếp hai chiều nữa. Nội thất ruột gan thế này là cùng chứ. Này, em cho gần đây cho quý vị.
Ok chưa đi, tắt đi nha. Này, đây là túi của em nó đấy, đèn của em nó đấy. Rất là đẹp quý vị nha. Quý vị nào có nhu cầu alo theo số 0911 169 961. Em trân trọng cảm ơn.